chúng ta nhìn chung ngày hôm nay thì chúng ta nhìn vào trang coinbase 60 thì các bạn thấy được là có màu đỏ có màu xanh nhưng mà không có nhiều màu đậm càng đỏ đậm thì là càng xuống mạnh và càng xanh đậm thì là càng tăng mạnh ngày hôm nay thì xanh đỏ lẫn lộn cũng không có cái gì gọi là quá đặc biệt chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi thì các bạn thấy được để thùng refresh cái trang coingecko lại và các bạn thấy là nhìn vào coingecko thì bitcoin đó tuy là đã đi xuống sau khi mà có sự tăng trưởng sau khi mà chúng ta thấy có cái thuyết Elon Musk nhưng mà trên căn bản trong vòng 24 giờ qua thì Bitcoin vẫn là tăng 0,9% Ethereum thì tăng 2,3% Tether ổn định chúng ta sẽ không nói tới Polkadot thì cũng coi như đi hàng ngang xuống 0,9% XRP tăng 8,8% trong vòng 24 giờ vừa qua. Đây là một trong những đồng mà thường nghĩ là rất nhiều bạn à, thích khi mà thấy có sự tăng trưởng. Tại vì nhiều bạn vẫn tin tưởng là XRP sẽ có thể qua được cái cuộc kiện giữa XRP và SEC, bằng chứng khoán của Hoa Kỳ. đó thì cũng đi hàng ngang xuống 1%, Chainlink thì cũng như vậy thôi xuống 2,9%, Litecoin xuống 2%, Bitcoin Cash xuống 1%, Stellar Lumen xuống 2,2%, Binance Coin thì cũng đi hàng ngang lên 0,7% và các bạn thấy được đồng Dogecoin bây giờ đã được đẩy ra khỏi cái thấp 10 và bây giờ là đồng Dogecoin vẫn trên đồng Uniswap các bạn thấy là đồng Dogecoin bây giờ là xuống chỉ còn 4 cent à, nhưng mà hôm nay trong vòng 24 giờ vẫn tăng 8,7% và tính luôn cái số lượng tăng trưởng ngày hôm qua đó đã, đã tăng 410% rồi Các bạn thấy là một cái sự tăng trưởng cực kỳ kinh khủng Chúng ta cũng nên nói tới cái vấn đề liên quan đến Dogecoin ngày hôm qua Tại vì các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của Dogecoin đó là đến từ những cái Twitter mà không phải là Twitter chính thức của Wall Street Bet. Các bạn cũng đã biết là Wall Street Bet là cái nhóm của Reddit mà đã cùng nhau để mà đẩy cái cổ phiếu của GME tăng lên rất là nhanh. Chúng ta có đã biết là chúng ta nói tới rất nhiều liên quan tới tình hình của GameStop mà thường sẽ cung cấp thêm một số những thông tin cho các bạn. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ trên Twitter có rất là nhiều những cái Twitter giả mạo tự mạo danh là Wall Street Bet hay là WSB các bạn thấy là có rất nhiều và rất nhiều những cái Twitter giả mạo nhưng mà có hai cái Twitter rất là đặc biệt các bạn thấy là cái Twitter chính thức của Wall Street Bet được chia sẻ ở trên Reddit đó chính là cái Twitter các bạn nhìn thấy trên màn hình at đây là cái Twitter chính thức của Wall Street Bet và cái Twitter này tuy là Twitter chính thức nhưng mà chỉ có 618.000 người theo dõi 618.000 người thì cực kỳ nhiều ở trên Twitter nhưng mà nào mà không rành thì nếu như các bạn có 10.000 người trở lên thì coi như là các bạn đã là một người mà có nhiều người theo dõi rồi Cái Twitter này có tới 618.000 người Nghĩa là có rất nhiều người và rất nhiều người theo dõi Thì chúng ta nhìn vào cái Twitter chính thức của Wall Street Mart Về cái Twitter mà cùng một người khác Thật khi mà nói người này là ai Nhiều bạn hỏi thần cũng không có biết người này là ai Người này trên Twitter có tới 882.000 người theo dõi Và các bạn thấy người này thì cũng coi như là cũng nói với mọi người là tuy lấy cái tên là Wall Street Bet Chairman có nghĩa là chủ tịch của Wall Street Bet nhưng mà người này cũng nên nói rất rõ ràng là không có liên quan đến cái subreddit của Wall Street Bet như là tuy là trùng tên nhưng mà không phải là trùng một cái nhóm người nhưng mà các bạn thấy là cái sự tăng trưởng của đồng đó thì đã đến từ những cái Twitter mà không phải là twitter chính thức của Bet. Các bạn nhìn vào twitter chính thức này, à, WSB mod twitter chính thức này nên thì không có nói tới đồng Dogecoin đồ các bạn thấy được. Cái sự tăng trưởng của đồng Dogecoin đồ nên là thực sự đến từ những cái twitter không phải là sự thật khiến cho đồng Dogecoin đồ tăng lên rất là nhanh. Tuy là cái sự tăng trưởng đồng Dogecoin đồ đến từ những cái twitter không phải chính thức nhưng mà cái sự tăng trưởng là sự thật và chúng ta thấy được là đồng Dogecoin đồ tăng trưởng lên tới hôm qua là lên tới thường nhớ là 9 sen hay là 8 sen gì đó tăng trưởng lên tới 800% trong vòng một ngày sự tăng trưởng cực kỳ cao và đồng Dogecoin đồ bây giờ là tuy đã rời khỏi cái thấp 10 nhưng mà đồng Dogecoin đồ này bây giờ vẫn đứng hàng thứ 13 vẫn trên đồng Uniswap cho dù rằng Uniswap này là một đồng mà tăng trưởng cực kỳ mạnh trong vòng 7 ngày qua đồng Uniswap đã tăng 76% các bạn thấy đồng Uniswap này đã lên tới 15,35 15 cent là một trong những đồng mà thường lưu trữ và thường đầu tư trong thời gian trung hạn thì đã chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm qua đồng Uniswap này là một trong những cái đồng mà các bạn có thể sử dụng tham gia vào việc quản trị của cái mạng lưới Uniswap có nghĩa là một cái sàn giao dịch phi tập trung tôi đã chia sẻ ngày hôm qua còn về đồng Dogecoin thì nhiều bạn vẫn tiếp tục hỏi thường là phân tích đồng này thực sự đồng này là một đồng mà sinh ra chỉ là một trò đùa mà thôi thực sự mà nói đồng này đó trong thời gian nhiều năm qua cũng không có nhiều người phát triển đây là một đồng mà không có cái xu hướng Mới đầu người ta gây dựng để mà chọc sự vui mà thôi nhưng mà đồng này không biết vì lý do gì được cộng đồng rất là yêu mến mà hầu như mùa tăng trưởng nào đồng đối score này cũng được pump rất nhiều lần. Và không chỉ riêng là cái đợt này, đợt này là pump rất kinh khủng tại vì cái việc liên quan tới Wall Street Bet. Nhưng mà các bạn thấy là trước đây thì đồng này cũng được pump rất là nhiều bởi những người trên TikTok. Thì đồng đối score này là một trong những đồng mà tiếp tục. Say one Bitcoin có nghĩa là Bitcoin tăng trưởng thì đồng đô xuống tăng trưởng, Bitcoin đi xuống thì đồng đô đi xuống. Bộ đồng cũng khá thú vị và chúng ta thực sự mà nói là cũng không cần phải phân tích đồng này nhiều. Các bạn thấy được đồng này là một đồng mà rất nhiều người thích pump, sau đó lại đâm mạnh. Cho nên các bạn phải cẩn thận khi mà các bạn tham gia vào những cái đợt pump mạnh và đâm mạnh này. Nhưng mà cái sự việc mà đồng đô tăng trưởng mạnh đó là một cái dẫn chứng cho các bạn thấy được là chỉ cần có một câu chuyện nào đó tại vì trên thị trường bây giờ có rất là nhiều nguồn tài nguyên chỉ cần là tập trung vào một nơi thì cái sự tăng trưởng hoàn toàn là có thể các bạn thấy được là đồng đô score này có thể được pump đẩy vào cái thấp 10 và đứng hàng thứ 8 trong thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ các bạn cũng có thể thấy được là cái số tiền mà nếu như mà tập trung nhiều chỗ đó thì có thể là tăng trưởng giá cả như thế nào cho nên chỉ cần là chúng ta có cái số tiền cần thiết đẩy vào thị trường này và thực sự là có đợt FOMO kế tiếp thì các bạn thấy được là nếu như mà những nhà đầu tư thông thường như năm 2017 đó FOMO mạnh vào thì chúng ta sẽ thấy là giá Ethereum lên tới 7-8 000 đô cũng là một điều hoàn toàn có thể. Bitcoin các bạn thấy là lên tới 100.000 đô thì là một điều cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Nếu như mà chúng ta thực sự là có cái sự tăng trưởng mạnh. Đây là một trong những dấu hiệu cho các bạn thấy được là mọi người bây giờ đều đang đi tìm kiếm những nơi nào mà có thể cho họ có cái dấu hiệu mạnh và chúng ta thấy đây cũng là một cái sự liên quan giữa thị trường crypto và thị trường chứng khoán trong cái sự kiện liên quan tới GameStop này tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa và không chỉ riêng là Dogecoin các bạn thấy được là hầu như một số người bây giờ cũng đã biết thêm về thị trường crypto này tôi vì là chúng ta nói là chúng ta chưa thấy cái đợt vô mô mạnh đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ mà chưa có theo dõi thị trường này chưa có tham gia thị trường này à, các bạn thấy là Bitcoin, Ethereum thì vẫn chưa thấy có cái sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư riêng lẻ vô mô mạnh vào nhưng mà thông thấy có một số dấu hiệu là những cái đồng nhỏ hơn hầu như đã được sự quan tâm các bạn thấy là chúng ta nhìn vào trong thời gian 24 giờ qua thì Raven Coin đứng hạng thứ 93 pump 121%, Alpha Finance pump 25%, Voyager pump 8%, Token pump 14%, Compound pump 11% và các bạn thấy đây chỉ là cái số phần trăm ngày hôm nay mà thôi, tính trong vòng 7 ngày qua đó và phần lớn cái sự tăng trưởng nó tới từ ngày hôm qua thì các bạn thấy là Raven Coin đã tăng 112% Alpha Finance tăng 144% Thì tuy là chúng ta thấy là cái số tiền FOMO đến từ cái thị trường riêng lẻ thông thường Không phải là thị trường chứng khoán đó thì vẫn chưa đẩy vào Bitcoin Premium và những đồng lớn Cho nên các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua những đồng lớn đó không có sự di chuyển nhiều Nhưng mà có nhiều dẫn chứng cho thấy được là có một nhóm người nào đó có thể là họ cùng nhóm người ghi lại Wall Street Bet cái đây không phải thực sự mà nói không cái nào thực có thể là cho các bạn chắc chắn được là cái số lượng người mà đang pump những cái đồng nhỏ này là đến từ đâu nhưng mà hầu như là có một lượng lương nào đó họ đang tìm kiếm những đồng nhỏ đứng những đồng mà đứng hạng thứ 80, 90, thậm chí là hơn 100 có vốn hóa nhỏ đẩy tiền vào để mà pump những đồng đó lên đây là cái tình hình mà thường đã thấy được từ hôm qua cho tới bây giờ mà thường muốn chia sẻ với các bạn và tuy là bây giờ đó chứng khoán mình có thể là cho nhiều nhà trader có được cái sự lợi nhuận như là những hai những ba nhưng mà nếu như mà những nhà đầu tư thực sự muốn lợi nhuận kinh khủng như là nhân 8, nhân 10 đó Giống như ngày hôm qua các bạn thấy được là đồng đô Dogecoin tăng như thế nào Thì cho đến bây giờ Allcoin vẫn là cái sự lựa chọn duy nhất của họ Họ có thể qua những Allcoin nhỏ mới có được cái sự tăng trưởng đó Chứ còn ở cổ phiếu thì cũng có tăng trưởng nhưng mà sẽ không có tăng trưởng nhiều như vậy Tăng trưởng có thể là nhiều hơn là Bitcoin hay là Ethereum trong thời gian này Tại vì các bạn thấy được là trong năm vừa rồi đã có nhiều cổ phiếu đã tăng còn nhiều hơn cái Bitcoin nhưng mà đối với những altcoin thì không thể nào mà tăng trưởng bằng được Tại vì những altcoin nhỏ, các bạn thấy là thị trường này không giống như là thị trường tài chính Thị trường này nó hầu như là có rất ít lực Và nhất là những đồng nào mà nằm trong những cái sàn phi tập trung như là Uniswap, Oneinch vân vân Thì hầu như là không ai có thể ngăn cản được Không giống như là tình hình đang xảy ra ở trong thị trường tài chính Và tới đây thì để thường chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin của ngày hôm nay thì trước đó chúng ta hãy nhìn vào tình hình của cổ phiếu tôi có đăng một cái bài viết ở trên Facebook, Twitter và Telegram, thì bài viết này đó, các bạn thấy được đó là thường đăng hai cái hình hình đầu tiên, các bạn nhìn thấy đây chính là cái giá cả của cổ phiếu lúc mà thường chụp lại, thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones thì xuống 1,82%, chỉ số S&P 500 thì xuống 2,01%, mà chỉ số Nasdaq thì xuống 2,19%, nghĩa là cả ba chỉ số lớn à, tiếp tục đi xuống ngày hôm nay và các bạn lại thấy được là cái giá của GameStop đã tăng trưởng trở lại 46% và thật ra kết thúc ngày hôm nay Thường nhớ là kết thúc ngày hôm nay thì cái giá của GameStop đã tăng lên tới 69% thì chuyện gì đang xảy ra thì để thông chia sẻ về cái thông tin đầu tiên hết đầu tiên hết cho bạn thấy là mặc dù là những cái người mà hedge fund đã có một số những cái công ty hedge fund đó, là họ lộ rất là nhiều thường đã chia sẻ với các bạn là những cái công ty đó đã lộ tới mấy triệu thì trước hết nhưng mà nào mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đó thì các bạn nên xem À, cái video mà Thuận đã đăng cách đây hơn một ngày đó chính là cái video trong cái phần là 934 từ đề là game over phần 4 phần 5 thì giải thích rõ hơn về cái vấn đề game stop này Thuận sẽ dành khoảng chừng là dài giây để mà giải thích một cách ngắn gọn nhất thì trong thị trường chứng khoán đó có một sự kiện đang xảy ra đó chính là có những công ty trong đó chúng ta lấy tiêu biểu là công ty GameStop là một cái công ty mà làm ăn thua lỗ không có nhiều cái thu nhập công ty này là công ty mà đã lỗi thời rồi thì có rất nhiều những cái công ty hedge fund những cái công ty đầu tư lớn đó họ hợp lại với nhau họ sốt cổ phiếu của công ty này công ty GameStop này nhưng mà họ sốt quá nhiều có thể nói là họ đã đặt quá nhiều lòng tin tại vì những công ty này có thể là họ đã quen những cái thói như là muốn gì được đó cho nên họ có rất nhiều tiền họ dùng tiền của mình để mà đẩy giá cổ phiếu xuống còn sốt không những nơi họ sốt mà họ còn sốt thống luôn như là họ sốt nhưng mà họ không có cái cổ phiếu đó trong tay và có một số người trên reddit đã nhận ra được cái điều này cho nên những người trên reddit đó họ, họ hợp lại với nhau để mà mua cổ phiếu này thực kia mà nói là họ mua những cái call option nghĩa là quyền được mua đó họ mua những cổ phiếu này họ giữ trong tay họ đẩy giá lên và khi mà giá đẩy lên dẫn đến là những nhà đầu tư lớn những công ty lớn họ bị thua lỗ tại vì giá cả tăng lên mà họ đang sốt mà thì họ lại gấp rút để mà đi tìm kiếm cổ phiếu để mà mua lại trả cho sàn để tránh cái tình trạng là trái tài khoản Nhưng mà khi mà họ đi thu mua Thì không thấy những cổ phiếu đó có mặt trên sàn Tại vì sao? Tại vì những cổ phiếu đó đi được thu mua Bởi những người ở trên Reddit dẫn đến là những công ty đó thu lỗ nặng Thì đây là cái cách giải thích đơn giản nhất Đây là một cái cuộc chiến rất là lớn Giữa những nhà đầu tư riêng lẻ Tại vì những nhà đầu tư riêng lẻ đó Cùng nhau hợp lại trên những cái diễn đàn Và đặc biệt đây chính là cái diễn đàn Subreddit or Wallstreetbets thì cái diễn đàn Reddit này, mọi người hợp lại với nhau, có hàng triệu, hàng triệu người hợp lại với nhau và họ lên những ứng dụng như là Robinhood hay là e để mà mua, đẩy giá cổ phiếu lên. Để làm gì? Để họ muốn đưa ra cái thông điệp là đừng coi thường những nhà đầu tư riêng lẻ. Và những nhà đầu tư riêng lẻ bây giờ sức mạnh không phải như trước đây, chứ không phải là những nhà đầu tư lớn muốn gì được đó. Những nhà đầu tư lớn làm giá được thì những nhà đầu tư riêng lẻ cũng có thể làm giá được. Thì chúng ta bây giờ hãy ngưng ở đây để mà thùng chia sẻ về thông tin mới nhất.